Hello, chào mọi người đã đến video mới của mình là Châu già đây. Hôm nay mình nhảy bungee jump nha mọi người. Bungee jump này vắng dữ ta, không ai nhảy Sau lưng kìa, quay lại sau lưng. Liên am làm sao? á. Thấy rồi, nguyên quầy luôn. Đông lắm nha mọi người. Thua các là lúc nào nó cũng đông hết trơn á. Nay mình bắn chung với anh em, mình với bạn mình tiếp tục nha mọi người. Còn số 4 là vẫn là người lạ. Ô, DB nè. Ok, trận này mình quyết tâm bắn DB luôn nha mọi người. Lát mình kiếm X6 không giùm bắn đúng bài luôn. Có người này nắp một nè. Ồ, không gạt được nha mọi người. Nó có tiếng chân nè. Bên đường có tiếng chân nè. Ok, thấy rồi nha bạn ơi, kìa dưới kìa. Đẩy quá luôn nha mọi người. Mình mới nghe nó bắn ai bên đây nè. Đẩy quá luôn nha. Đâu rồi bạn ơi? Im re luôn. Ô. Ô, ngon, kéo được boss. Tôi chừng núp mà hở đầu nè bạn ơi, núp mà hở đầu nè bạn ơi, hở đầu của chúng tôi. Tay mình mới bắn thính nha mọi người. Ơ, con nào đắp vô bên tay trái kìa. Tụi nó cơ bát trên nhà thờ, phía bên đây cũng có nữa nè. Con nào được kéo máy đây. Ủa, cái thằng mình mới bắn nè. Quay nè, cái thằng này mình mới bắn nè. Ngon, làm gì bạn ơi. Cầm đội hồi sinh xong rồi tự nhiên AFK luôn rồi. Watch out. Bên thua đang bắn lộn nè. Nhà thờ có luôn. Ok, thôi té 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 té. Lộ vị trí rồi. Chắc mình bắn đẩy bên nhà gần trước nha. Ừ, nhà thờ đã bắn mình kìa. Đẩy bên nhà trước với anh em mình nha. Đẩy lên. Đó, đồng đội mình số 3, số 4 vẫn còn lo loot đồ mà mọi người ơi. Có mình với anh em mình đẩy à. Quần. À, không lút nó đi, nhìn cái bản đồ thấy rõ ràng luôn. Nhà thờ kìa. Đẩy tụi này trước nha mọi người. Có bắn đâu. Ớp bơm lên nha mọi người ở trên nhà nè. Ok, rớt đất rồi. Cho nó thêm cái bơm nha mọi người ơi. Ôi, chạy xuống. Ui, học rồi. Trái này nó học nó đi. Lo mà chạy đi nha. Trái này mà học nó đi. Giỡn mặt. Đẩy luôn nha mọi người. Còn đứng chân nhà nhỏ ngoài nè. Mình lên tới nơi bạn mới quăng lửa bạn ơi. Mình đã lên tới nơi bạn mới quăng lửa. Gạt hai nha, còn cái nhà nhỏ nè. Trong nhà nhỏ mới nghe nó bắn nè. Đâu rồi, lúc đầu ra bạn ơi. Loạn hết vậy. Nó rít vô ngay đây nữa chứ. Có đứng chân hay gì nè. Không ta, nó rít vô nó nổ ồn quá, với súng bắn ồn quá, mình không nghe rõ luôn mọi người ơi. Cày thế nhà. Có tiếng chân thiệt nè. Ủa có sáu nè, từ từ bắt xuống bắt này trước nha. Boss. Còn boss thôi là bị căng thế. Ơ, thằng này nhảy ra nè. Nhảy ra để bắt mình hả bạn ơi. Nghe tiếng chân khoái khoái lắm, nghe bắt cái gì. Liệm luôn nha bạn ơi, ra chơi dân mới luôn đi. Watch out. Mình là sành đó nè. X6 không zoom nha mọi người. Mình bắn DB X6 không zoom cho mọi người xem nha. Hơi giật chút, không sao bắn được. Tụi bắn lên nóc nhà luôn chứ hơi giật chút gì. Úi, con số 4 bị nóc rồi. Rồi. Không ổn nha mọi người ơi. Cứu chứ không được rồi. Rồi sao dám cứu em. Watch out. Những khịa khịa cây thế giờ. Từ từ. Lúc đầu anh đi bạn ơi. Ủa hay nó bọt nè. Đẩy quá mình cover luôn nha mọi người. Ok. Nên qua cover đồng đội mình luôn nha. Chứ để các nóc nó gạt hết. Đồng số 4 còn hồi sinh nó tay mình vẫn còn hồi sinh hết. Có ông số 4 mới chết thôi. Nè, có tiếng chân nè. Qua này. Qua định gạt cái gì, nóc là gạt à, đâu có dễ. Mấy Indo này, hổ báo thế nha. Còn đứng chân nha mọi người. Bỏ xuống cửa đi mới cứu được. Còn có đứng chân nha. Chạy qua nó cứu, hay. Ô, vẫn còn nè, Marked a location. Danny nè.
bắn bizon nè. Ô qua nè, nó qua tới nè, qua tới nè, qua đây hết nè bạn ơi, gạt luôn. Ồ, nó bắn bay cái giáp mình luôn mấy này. Mới nắp không nha mọi người, không biết còn nha. Cái khu bảo cát này nếu mà trong bo lúc nào cũng sẽ còn người á, tại vì tụi nó hồi sinh, tụi nó bay xuống đây nè. Nó trong cái vòng bo là lúc nào nó cũng hồi sinh, nó đi ngang qua đây chứ. Cũng có trường hợp nó bay hơi xa mà dựng lát tụi nó cũng vô à. Mình tại mình cũng vậy á, mình thấy khu bảo cát vẫn còn vòng bo là mình đi kiếm người trong đây không à. Chắc tâm lý tụi nó cũng giống mình. Kê cho kỹ với mọi người, bắn ẩu là chết đấy. Quăng swap qua lút đầu trước nha. Ôi cái tiếng chừng nè. Đi đâu rồi bạn ơi? Có tiếng máy bay nha, có tiếng máy bay nha, cẩn thận nha. Máy bay hồi sinh nè. Ổng số 4 đang lại luôn hả? Máy bay này ổng số 4 hết à? Ố, nào đây? Còn bỏ. Cho mình test X6 luôn chứ gì. X6 zoom là xưa nha mọi người, giờ bắn không zoom thôi. Gì vậy? Bên gì vậy? Bên gì vậy? AFK nè, đâu 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 đâu. Watch out. Đâu có thằng AFK ngon vậy? Ở đâu vậy? Ố, hello, hello bạn cáo. Bạn cáo đâu tự nhiên AFK đây vậy? Nằm đội chết hết gì nằm đây vậy? Nằm nè, nằm nè, nằm nằm nè bạn ơi. Ủa xong sao giống cái cờ này sao giống cái thằng Danny nãy mình mới bắn quá ta. Số 4 bắn gì vậy? Gì vậy ba? Chơi giật gân không vậy? Lỡ có người lộ vị trí hay là sao? Ôi giời ơi. Sắp hết mùa nha mọi người. Bởi vì mình tranh thủ mình làm clip mình để dành mình bắn để có đăng cho mọi người xem nha. Nếu mà thời điểm này mình đăng chắc là cũng cuối mùa nó có cập nhật bản mới luôn. Ơ kìa, có người kìa. Nói là khu này dễ có người lắm. Đi vào hổng là chết liền. Ơ kìa. Cú lẻ. Vô đây cú nè. Mình biết ngay mà. Khu này phải đi chung. Yên án gì dễ có người lắm. Khu bảo cát trong bo nào phải đi gần gần nhau thôi. Ơ kìa, gì ông nói. Cú gần xong nó bỏ kìa. Ủa trên nhà thờ có mà M3 nữa kìa. Trời ơi, okay, tụi nó qua tới out. Rồi. Há, pha cú lỗi gì ba. Qua tới nha. Nhiều máu nha mọi người. Ok. Mày nè. Còn thằng nữa. Mày này mới hồi sinh xuống nè. Còn bắn UG là biết nó mới hồi sinh xuống nè. À tụi nãy mình bắn là tụi Indo nè. Còn tiếng chân ngoài nè. Còn hai tiếng chân luôn nha mọi người. Vậy là hai thằng. Cái tụi Indo nãy tụi mình mới bắn nó xuống, nó kiếm nó giả thù nè. Cứu đi. Đâu rồi, mới nghe tiếng chân rồi. Chạy nè bạn ơi, một đầu nè. Ờ chạy hộ. Còn tụi trên nhà thờ nha mọi người. Tụi như trên nhà thờ có súng thính luôn nha, có M3. M3 mà 249 gì căng thế. Mấy anh chơi súng máy không sao em chịu nổi. À mình cũng làm súng máy nè. Mà DB mình hơi đạn hơi chậm nha. Đâu rồi? Không thấy ta. Kìa, thấy nha. Kìa. Yeah. Cục đá nè mọi người. Chạy nè bạn ơi. Ok, gạt không được nha. Khuất quá gạt không được. Phun nước ấy. Để qua đây mình mua cái giáp nha mọi người. Rồi là bắn súng thính không, mình phải mua cái giáp 3, đầu tư cái giáp 3 vô bắn mới lại tụi nó. Mua ít đạn nữa, ok, rồi, lên nhà Doraemon cam đó nha mọi người. Cho thằng em mình cam bên, mình cam bên. Bạn mình cam bên. Bạn mình mới biết bắn nè mọi người ơi. Kìa. Có nói vô bắn cho vui thôi chứ nó cũng mới biết bắn à. Bắn cho có đủ tem, bắn vui đấu hài thôi. Ui, bắn dính thế. Từ. Mình cầm AMR mà lắng đi môi. Để mình cẩu rỉa nó chút nha. Ui. Ui mẹ nó có AMR luôn kìa. Cứu. Ờ xong luôn.
liệm luôn. Ủa má nó đẩy xuống rồi, lấy xe buýt ghi đẩy xuống rồi. Cam đi mày, cam đi môi ơi. Không sao tao có hồi sinh. Tao còn hồi sinh không sao đâu cam ơi, đừng gà ổng, gà ổng. Canh nó xuống bắn đó nha. Để tao bò ra cho nó gạt rồi nó chạy chạy chống mày bắn đó nha. Bắn đi. Ồ hay. Từ từ chậm đi thôi, tao đang xuống tới nè mọi ơi. Mấy này chay thế nha. Watch out. Pha bắn lộ cái chết luôn. Do mình hổ báo, mình đâu có biết là tụi nó có AMR đâu. Mình biết cũng đâu có đâu đâu. Ơ à, kìa. Gì vậy? Thằng bạn mình mới xuống cái liệm luôn mọi người. Nó ba ngay chỗ nó luôn là chịu rồi. Ba phía sau này thôi. Chạy hiểu nổi ba phía sau này thôi. Trời ơi. Chờ xíu cho mọi, tôi đang qua tới mọi để tôi lấy ít đồ cái. Cầm Uzi chơi không lại đâu. Ok, hai hai hai. Rồi ok, gạt một rồi nè. Ép lên luôn nha. Bedouremon nè. Watch out. Lấy đồ lại. Ui 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 ui. Vậy cũng dính mình miếng nó mới chịu á. Bội X6 và AK-X6 tầm gần là mù mắt á. Nick John ngay đây nữa chứ. Roja luôn hả? Không bắn. Mình chân này mình quyết tâm mà lát mình phải lấy được 2KDB của mình. Hay. Ô, Nick John vừa nổ rồi, bơm nổ nóc thằng luôn kìa. Hay quá luôn nha mọi người. Xong tụi mày rồi. Đâu rồi? Ngó nè bạn ơi, ngó nè bạn ơi, này thì bắn chúng tôi. Nhờn chúng tôi, lấy lại súng của mình nha mọi người. Đang có bát nè mọi người. Bo nhỏ còn chín thằng ở đây có bát dưới đây nè. Siêu xe các kiểu luôn nha. Rồi không thấy nào ta. À. Nằm cỏ nè bạn ơi. Nằm cỏ nè bạn ơi. Ui. Tụi Nepal đang bắn nè. Ốp các kiểu luôn nha mọi người. Mũ ba hở hở là bay đầu. Đi 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 để mình mở góc nha. Ô hay. Được của nó nha. Đâu rồi. Lên khối xanh luôn người ta. Bo đang thu luôn nha. Mình đang chơi mép bo nè. Khuất quá không bắn được. 16 kill rồi. Còn 7 thằng nữa. Biết trận này được nhiêu kill đây. Đi 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 đi. Lên nè, bỏ thu tới nơi, đứng đây không được đâu. Nhanh. Sấy rụng nụ hết vậy kìa. Thôi mấy anh ơi. Cho em đi đi mà. Mới thấy cái thính rơi trên đây mà ta. Ui. Trên đây có người luôn, trên đây có người luôn. Từ 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 từ. Hiên máu đi, hiên máu đi. Đứng góc này bắt nó luôn. Sợ móc qua che làm sao rồi cái. Móc cái che đi. Kêu nó để mình quăng cho lẹ mọi người ơi. Đợi nó quăng cho canh sát rồi quá. Che ở đằng sau lại mình sợ đằng sau nó dưới đó nó thấy đứng lên nó bắn lên mình bị kẹp hai hướng là xong luôn á. Che sót tầm nhìn này nè, đáng là bị đẩy quá luôn nha. Lên luôn nha mọi người. Bắn lén chúng tôi rồi đâu rồi. Chốn chui chốn nhủi đâu rồi. Biết mấy thằng nha mọi người. Một cái trên chân nè. Sau nhà nè. Ô lên nè. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa bà già. Bò thù bò nhỏ xíu mà đẩy xuống đây luôn nha mọi người. Tụi đây có bát đâu nha. Ô trong nhà có xe luôn nè. Có ai bạn ơi. Bắn thính luôn nha. Ô tụi nó đang bắn dưới kia nha mọi người. Luxury cáo là cái thằng này skin súng nhiều thế. Nhà giàu nữa. Ok, chiếc ô tô, mô tô mà tưởng ai. Ồ, Lamborghini luôn kìa. À kìa, thấy nè. Ui, mẹ giật thế. Đứng nóc nhà bây giờ bị bắn bây giờ. Đó, tao mới nói cái đợt. Nó chưa biết em nó còn ở đâu mà đứng nóc nhà đứng cao thấy là nó lụm liền. Đâu rồi? Không thấy nữa ta.
Bắn đầu gì? Ô vãi cục đá đó. Mới nóc rồi. Mặc đồ cỏ nó chứ bởi vậy, không thấy nè, đúng rồi. Còn ba thằng nữa, kìa. Lui 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 xuống nhanh 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 nhanh. Tem lẻ hả ta? Cứu vô nhà luôn nha. À, mép bò mọi người ơi, đứng đây mép bò rồi. Có tiếng chân lên nè. Có tiếng chân đẩy lên tới nè. Không ổn lấy xe chạy mọi người ơi. Mọi. Ồ có xe cộng lên nữa nè. Chắc lấy xe móc. Chia xe móc lấy xe chạy thôi. Đứng đây không ổn đâu, mình mép bò rồi. Mép bò thua mình mà thua đó. Lấy xe té đi, mở gốc đi. Má không biết chạy kịp đây. Ui mẹ ơi, nó lên tới rồi. Thôi anh ơi. G3 luôn hả? Căng thế nhỉ. Chạy đi mày, chạy đi. Chạy được cứ chạy đi. Chạy lên mở gốc và kia lại. Ui mà Roya mà G3 tụi này bắn súng VIP không vậy? Mở gốc đi, mở gốc và kia lại, mở gốc và kia lại. Hỗ trợ tao cái. Ây da, ây da, á. Đụng hàng thứ dữ của hàng 7, đạn 7 rồi nha. MG3 là cha của DB. Ruya là anh của DB, má mình em út không biết bắn lại tụi nó không đây. Có thính là thính của mình bắn nè. Không ổn mà quay lại mọi người, tụi nó công tới nè. Ui, này thì cha tôi. Dưa leo, dưa leo, dưa leo. Còn mà còn thằng Ruya thôi nha. Vô đây bạn ơi, vô đây bạn ơi, đừng có giỡn với DB. Em Út nhỏ nhỏ chứ có giỏ nha bạn. Luxury nè. Toàn thằng cuối nha mọi người. Đâu rồi, nãy nó bắn mình đảo vòng vòng mình không thấy luôn nha. À đây, 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 đây. Họ lộ phốt rồi bạn ơi. Cái này thì mặc đồ cỏ của chúng tôi. Này thì mặc đồ cỏ của chúng tôi. Kiếm nó mấy vòng luôn không thấy nha mọi người. Thế được một trận top 1 cầm thử thách cầm DB X6 không zoom. Nếu mọi người thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh nha mọi người ơi. Like đăng ký hoàn toàn miễn phí như nó là nguồn động lực rất lớn của mình để mình ra thêm nhiều video hay cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người đã xem hết video, hẹn gặp lại mọi người ở video sau.